Hello, xin chào tất cả bà con em. Nay công cụ dụng cụ Gia Linh về lô chip đã phân loại, sỉ và lẻ đều bán nha. Sỉ bán ký, lẻ bán con. Em sẽ quay chi tiết cụ thể từng loại. Này là hàng còn trong hộp chưa có phân ra nè. Tất cả đều hàng Nhật nha, hàng Nhật 100% nha, chip Nhật, còn cán là cán Đài Loan nha. Tam giác còn mớ này, anh em nào làm thì giật hết xôi nha. Này 11 chưa vệ sinh nha, hàng chưa sử dụng nha, hàng lướt nha. Này, ưu tiên lấy hết xô, hai loại này lấy hết xô. Còn dâu bầu nữa nè, cũng ưu tiên lấy hết xô, còn như đó anh em đến tới nha. Bầu này thì 15k một viên nè. Ngày 10k một viên, ngày 15k một viên, ngày 15, bầu 15, ngày 10, ngày 10, 11. Rồi này thì 5k một viên nha. Này em chưa có cán nha, đang chờ cán nha. Nếu em nào làm thì có sẵn cán thì làm nha, 5k một viên nha. Rồi này 15 nha, K 15 ra ngoài, bên trong 10K một viên nhanh nha. Bự, bự. Này anh em làm đồ lớn xuống. Này 5K một viên, K 16 có ra ngoài. Này anh em nào lấy trên 100 mũi là tặng một cái cán nha. Rồi này nha. Rồi vuông. Vuông. Này 15k một hộp nha. Lấy trên 100. Trên 100 hộp là tặng một cái cán nha. Tăng một cán trong cán ngoài. Rồi này nhỏ 5k một hộp. Này em chưa có cán nha, đang chuẩn bị lấy cán. Anh em nào có cán sẵn thì lấy nha, 5k một hộp. Rồi này nhỏ nữa, này không biết mẫu. Này vừa trong vừa ngoài nè, dẫn ngoài nè, chưa sử dụng nha. Chưa có vệ sinh luôn, để trong hộp ra. Này 5k một viên luôn nha. Còn bên này phay. Phay tá lạm bên này ký, anh em là hút ký, giống như này là hút ký, kiểu là phay. Lấy trên 3 ký là 550 một ký nha, phay này nha, lấy trên 3 ký nha, xô này nha. Này nhọn và nhọn côn chỉ có nhiêu đây, bán hết nguyên xô. Khoảng chừng 100 viên à. Mã số là K16 luôn, SVN gì đó. Anh em nào biết thì biết hàng nha.
10k một cân nha. Cạn cá. Cảm giác này chưa có cá nè. 5k một viên. Giác nhỏ. Giáo cắt ba cành nè. 5k một viên luôn. Này em chưa có cá nha. Anh em nào có cá sẵn thì lấy nha, để xài nha. Nước nha. Móc lỗ, dùng móc lỗ phôi dừa. Này 10k một viên nha, chip bao xài luôn, chip nhập cá. Không chín sát 14L09 sát 16L09 đúng cá nè. Cái này cũng dành cho móc lỗ luôn hả? Cảm giác này 5k một viên. R11 này, R11 sát 12M, R11 nha, móc lỗ nha. Anh em nào cần thì có nhu cầu thì chọn đi nha, rồi nhắn tin cho mình. Xin cảm ơn, xin kết thúc video, xin chào tạm biệt. Có chiếc khoan nữa nè, khoan có 3-4 loại gì đó, hàng Mỹ USA chính tông nha. Khoan cho anh em nào về khoan chuyên dùng lớp nha, chưa sử dụng nha. $40.000 một bộ, có 3 loài lớn nhỏ vậy. Thôi, tôi quay dẹp, xin chào tạm biệt.